mong rằng tháng năm ngạo mạn vẫn sẽ đối đãi với cậu ấy thật dịu dàng. Lại phải nói rằng Jungkook cũng trông thật giống một quả cầu tuyết pha lê. Quả cầu tuyết pha lê bên ngoài đẹp đẽ và vững chãi, nhưng chỉ cần một cái động nhẹ lại khiến cho tuyết bên trong văng tung tóe lên, rồi chốc chốc lại đem cái tĩnh lặng khéo léo bao trùm lấy những dư âm hỗn loạn. Cũng giống nội tâm của Jungkook, nổi loạn nhưng cũng lại thật phi thường tinh khiết và đẹp đẽ. Thật ra bản thân Jungkook đã là một người có nội tâm vô cùng hỗn loạn, lại rất dễ bị làm cho rung động trước những điều nhỏ nhặt, cũng rất dễ rơi lệ trước những cảm động thoáng qua. Nhưng nhất định cậu ấy chưa bao giờ là một người yếu đuối. Đơn giản chỉ là hiểu. Jungkook tuổi vừa tròn 20 mấy, trái tim thì rộng mở ôm ấp cả thảy mọi vật của thế gian. Từng nhớ rằng đã có một Jungkook của tuổi 15 một mình ôm ba lô nhảy tọt lên chuyến tàu, nhắm mắt mở mắt liền phải bón chen ở nơi phố thị chật trội. Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng gì. Cuộc sống của chú chim nhỏ cánh chưa đủ lông mà đã rời khỏi tổ lại càng vất vả trăm vạn lần hơn thế. Nhưng chú chim nhỏ ấy đã mang những khát vọng to lớn, rồi cũng trong khoảng thời gian rời tự do ấy lại chập chững những cái vỗ cánh đầu đời mà bay lên, trước khi thân thể bé nhỏ rơi xuống và vỡ toang ra. Chú chim nhỏ bé cưỡng sức bay vụt lên, lên cao nữa, khát khao chinh phục vũ trụ rộng lớn. Rồi lại nhớ đã có một Jungkook của tuổi 17 ngày đầu được ra mắt với bao nhiêu thuần khiết và trẻ dại, vượt qua thời kỳ thực tập đầy khắc nghiệt và đớn đau. Thân thể bé nhỏ kia lại lần đầu lấy hết can đảm khóc trước mặt mọi người, trên tay còn run run cầm lá thư với những nét chữ tỉ mỉ mà cậu đã viết để gửi đến fan. Rồi cũng lần nữa Jungkook khóc là khi bị các anh hợp lực chiều ghẹo vào ngày sinh nhật tại hậu trường No More Dream. Đứa trẻ nhỏ lọt thỏm giữa vòng tay của các anh, vừa lau nước mắt vừa cười, miệng vẫn cứ lẩm bẩm câu hỏi: vậy là em không có làm gì sai đúng không anh? Jungkook có hiếu thắng, đã từng hiếu thắng, nhưng dần lại trở nên có trí tiến thủ, và dần về sau là sự âm thầm nỗ lực không ngừng. Những lần Jungkook rơi lệ đều là những ấn tượng nhất định. Nó không thể hiện rằng cậu ấy khoa trương hay yếu đuối, mà là đứa trẻ hôm qua đã trưởng thành được một chút rồi. Cậu ấy trưởng thành rồi. Vừa vặn có một chút đĩnh đạc của anh sóc trên, một chút tinh tế của anh Hương Ghi, một chút sâu sắc của anh Nam Chun, một chút nghiêm trang của anh Hồ Sắc, một chút ấm áp của anh Jimin, và một chút tâm hồn nghệ thuật của anh Taehyung. Mọi thứ khéo léo hòa trộn lại, tạo nên một chủ nghĩa độc tôn mang tên Jungkook. Đoạn đường mà Jungkook trải qua cho đến tuổi 23 ngày hôm nay, thành thực mà nói, mọi thứ có được đều không dễ dàng gì. Cũng từng trải qua vô số vấp váp, cũng từng va chạm vô số người và gặp vô số tổn thương. Chỉ là lại muốn cảm ơn cậu ấy, cảm ơn trái tim đầy sẹo vẫn cứ phi thường thuần khiết như thuở đầu gặp gỡ. 23, dịu dàng với cậu ấy. 너는 내 삶에 다시 뜬 햇빛, 어린 시절 내 꿈들의 재림. 모르겠어 이 감정이 뭔지, 혹시 여기도 꿈속인 건지. 꿈은 사막에 푸른 신기루, 난 깊은 곳에 아프리오리 숨이 막힐 듯이. I'm gonna Take my